Hoàng tử xiếc Việt Nam phá kỷ lục thế giới của Trung Quốc. Theo tờ Straits Times của Singapore, hai anh em nghệ sĩ xiếc người Việt Nam Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp đã đi hết 90 bậc thang của nhà thờ chính tòa Girona, Tây Ban Nha trong vòng 52 giây. Trong suốt quá trình này, họ đã khéo léo giữ thăng bằng khi dùng đầu chồng lên nhau. Tờ báo khẳng định, với thành tích trên, hai anh em đã phá vỡ kỷ lục thế giới do cặp đôi Trung Quốc Tan Tao và Suzhan Xian từng làm được. Vào tháng 9 năm 2014, cặp đôi đã leo lên 25 bậc thang trong vòng 1 phút tại thành phố Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc. Hiện tại, thông tin hai anh em Cơ và Nghiệp phá vỡ kỷ lục thế giới vẫn chưa được Ủy ban Guinness chính thức xác nhận. Sau khi kết thúc màn trình diễn, đại diện của cơ quan này sẽ ghi nhận và báo cáo thông tin về trụ sở. Sau nhiều quy trình xét duyệt nhất định, đại diện ủy ban sẽ đưa ra kết luận chính thức cuối cùng. Trong khi chờ kết quả, nhiều trang báo quốc tế đã bắt đầu đưa tin về hiện tượng xiếc Việt Nam. Tờ NBC News của Mỹ chọn khoảnh khắc hai anh em nỗ lực xác lập kỷ lục vào một trong 10 khoảnh khắc đáng nhớ kể câu chuyện về thế giới trong ngày. Các báo địa phương Tây Ban Nha và Getty Images cũng đã đăng tải nhiều hình ảnh ấn tượng của hai anh em khi đang thực hiện hành trình Guinness. Với độ khó và mạo hiểm cao, hành trình trên đã thu hút rất nhiều người đến chứng kiến và cổ vũ, trong đó có cả các vị chức sắc trong nhà thờ, quan chức địa phương và các nghệ sĩ xiếc quốc tế. Thành tựu quá lớn khiến cả hai anh em không giấu nổi vui mừng. Anh trai Quốc Nghiệp mới đây đã chia sẻ dòng trạng thái trên Facebook cá nhân. Anh viết, anh em Cơ Nghiệp nhà Giang chúng tôi chính thức là hai người Việt Nam đầu tiên phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới trong vòng 52 giây bước lên 90 bậc cầu thang tại nhà thờ Girona của Tây Ban Nha. Anh tự hào nói thêm, thành tích này hơn gấp 3 lần so với kỷ lục trước đó là 26 bậc thang trong 1 phút do hai người Trung Quốc xác lập năm 2014. Được biết, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp là hai trong số những nghệ sĩ xiếc nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay. Và việc phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới đã khiến cho mọi người càng thêm công nhận về tài năng của hai anh em. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!